Bạn này là thầy giáo giáo dạy đại học. Bây giờ mới là bắt bút. Khóa mà dạy chừng nào với em? Sư phạm. Tiến sĩ mới đi Hàn Quốc về. Sư phạm kỹ thuật là ở ngoài Thủ Đức hả? Đúng rồi. Nhà tôi ở đây. Cũng nhỏ ha, từ từ nhỏ thấy nó to tưởng người ba anh thì không sao to được, người ba anh thì vừa thôi biết có người lăm mới thì nó mới là to. Rồi mở máy rồi được không, màu này được không, hết được không, nhẹ mà thôi mở máy. Ủa ông mới lúc nào mở máy hay vậy? Anh nó cảm biến nha. Chạy qua tầng gì FT kìa.